giới thiệu cái sáng chế của chúng tôi là tàu điện từ FPCN. Đặc biệt cái là chi phí xây dựng của nó là không muốn bê trên 1 km. Đó là điểm đặc biệt. Cái tàu điện từ người ta có rồi, nhưng mà cái của chúng tôi đặc biệt. Sáng chế này đã được Việt Nam đăng trên công báo số 54265 và Hoa Kỳ chứng nhận số 4030. Rồi về cái người lễ của sáng chế này, cái nguyên cái tên của nó là phương tiện giao thông hiện đại công cộng số lượng lớn tàu điện từ FTCN không ưu tiên trên 1 km. Rồi lễ một, chi phí xây dựng không ưu tiên trên 1 km. Lễ hai là phát triển hạ tầng giao thông bền vững ngay cả khi nước biển lên cao thêm 1 mét nữa. Lễ ba, làm hết kẹt xe ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường cho thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và nhiều thành phố lớn trên thế giới. Lễ bốn, tạo cảnh đẹp văn minh hiện đại tốt cho du lịch. Lễ năm, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống 20 triệu người dân đồng bằng sông Cửu Long. Lễ sáu, biến nhược điểm của công nghệ tàu điện từ hiện nay thành ưu điểm, cụ thể là không phải tốn nhiều triệu USD, không tốn thời gian công sức vì phải làm đường riêng đền bù giải phóng mặt bằng. Thêm nữa là tàu điện từ FTCN chạy trên 12.000 km sông kinh rạch có sẵn của miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long, thấy là những đặc điểm của nó tận dụng những cái ưu điểm. Càng giảm chi phí hơn nữa nhờ có thêm nguồn thu do kinh doanh bất động sản, bán được giá cao, nhiều lợi nhuận vì vị trí đắc địa của thành phố nổi, chợ đêm, phố đi bộ, đậu pha quay, nên chi phí xây dựng bằng không, chưa tính phần thu do bán vé tàu. Thứ bảy, tạo ra một loại phương tiện giao thông mới, hiện đại, hoàn chỉnh nhất thế giới. Thứ tám, tạo ra thành phố nổi dài nhất thế giới. Thứ chín, tạo ra phố đi bộ dài nhất thế giới. Thứ mười, người mua sáng chế được độc quyền đạt siêu lợi nhuận. Đó, bây giờ là tại sao cái sáng chế này lại đạt những lợi ích trên, những lợi ích mà vừa đọc á. Rồi nó có cái các cái lợi ích như trên á là nhờ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của sáng chế này. Đấy, sáng chế này là sáng chế phương tiện giao thông hiện đại công cộng số lượng lớn tại điện tử cho xe em có chi phí xây dựng là không ưu tiên trên km đó. Rồi bây giờ á là thứ nhất là phần tàu điện từ dùng lực từ trường do 500 dịch cũ trên đường dẫn tương tác với 500 dịch cũ trên tàu, vì đặt cùng chiều nên đẩy nhau làm tàu bay lên luôn cách mặt đường 8 đến 15 km. 500 dịch cũ trên đường dẫn tương tác với 500 điện trên tàu làm tàu chạy tới, tương tự động cơ điện quay tròn thông thường, nhưng phần lô tô lẫn stato được trải dài ra nên chạy thẳng. Bộ cảm biến gia giảm luồng điện làm tàu chạy nhanh hay chậm, đổi chiều thì tàu thắng lại. Rồi tàu hoạt động rất an toàn nhờ lực từ trường và dọc đường dẫn thì có chiều cao 40 m kẹp hai bên hông tàu. Đây là cái công nghệ của Nhật Bản nhằm để giữ cho tàu không bao giờ lệch ra khỏi quỹ đạo tàu điện sản. Nhưng nữa là tàu không bay trên đường riêng tốn kém như công nghệ các nước hiện nay, mà bay trên thành phố nổi thích ứng với biến đổi khí hậu trên sông kinh rạch, có phố đi bộ, có trung tâm thương mại, có cầu nổi quen nối hai bờ. Rồi điểm thứ hai là phần đường do tàu chạy như thế nào, là thành phố nổi tàu điện từ bay trên không, không có biến động, cách nóc nhà nổi xây bằng bê tông cốt thép 8 đến 15 km. Chi phí lại càng giảm hơn nữa do nhà đầu tư xây những nhà nổi này mà không phải đền bù do giải phóng mặt bằng, không xây móng nền, lại bán được giá cao do đắc địa. Đã thị lộ giá
như thành phố nổi ở Dubai. Các nhà thầu này kết chặt lại một khối nên tàu bay trên khắp tàu trên cũng rất an toàn, thành viên cùng nên rất an toàn, không ảnh hưởng đến các chủ nhà, chủ một cái người mua trở thành chủ nhà đó. Và điểm thứ ba, thành phố đi bộ, trung tâm thương mại, chợ đêm, hành lang của dãy nhà mở rộng là phố đi bộ như thắng cảnh du lịch cầu Garapa, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi phần bốn, phần cầu phao quay thì tất cả kết lại thành cầu phao quay, bình thường nó là đường dẫn của tàu điện tử. Ban đêm cầu quay 80-90 độ nối liền hai bờ sông như thắng cảnh du lịch cầu Curacao, vùng Caribe. Rồi thứ năm, kết luận nha, do các kênh này phố điện trên chúng tôi là điện tử, chứng tỏ tàu điện tử FTC có chi phí xây dựng không mua đề trên 1 km. Tàu chưa giải đã thu hồi vốn và tàu bay an toàn nhất so với các loại phương tiện giao thông đã có, không tiếng ồn, không làm phiền thành phố nổi lên dưới. Rồi thứ sáu, thực hiện một đoạn mẫu tại Đồng Nai thì tại cầu mát sông Đồng Nai đi qua. Thứ bảy, thực hiện một đoạn mẫu tại thành phố Hồ Chí Minh tại cầu Bình Thuận, cầu Kinh Thẻ, Kinh Đô, sau tiếp dẫn đến Phú Định hướng về Long An. Thứ tám, thực hiện một đoạn mẫu tại đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Đước Long An, sau tiếp dẫn theo đường ghe Hương Hồ ngày xưa từ Sài Gòn về đến Cà Mau. Rồi đây là cái cấu tạo dụng nguyên lý hoạt động, nhờ vậy nó mới là tạo các lợi ích trên. Thì bây giờ về hình ảnh để minh họa thêm đấy, những cái gì đã trình bày ở trên thì đây là nguyên lý hoạt động của tàu điện tử đấy. 2500 một chiều thì đẩy lên. Bây giờ cái nguyên lý hoạt động của tàu điện tử đấy, bây giờ tàu điện tử nó có cái là nó không có lúc chạm với đường mà nó lúc nào nó cũng cách đường hết, là tại sao? Là do hai cái 500, một cái đặt ở dưới đường, một cái trên tàu, hai cái cùng chiều cho nó đẩy nhau, thành ra tàu lúc nào cũng bay lên trên đó. Rồi còn bây giờ vấn đề chạy tới thì sao? Chạy tới nè thì nó dùng cái gọi là cái motor chạy thẳng ấy. Motor chạy thẳng này là nó cũng tương tự như motor thông thường mà chúng ta biết. Motor thông thường á thì nó có cái rotor tròn, rồi cái stator cũng tròn. Còn bây giờ ta kéo dài ra, rotor, stator ta kéo dài ra hết. Đó, như giống như ở đây nè, thấy không? Đó. Thì cái motor chạy thẳng này nó đẩy tàu chạy thẳng thôi. Đấy, còn hả ngược chiều thì thắt tàu lại. Rồi, hả chạy vô điện mạnh thì nó chạy nhanh, như ít thì nó chạy chậm. Thấy không? Rồi, cụ thể. Đó, cụ thể là cái công nghệ, chúng ta sẽ lấy cái công nghệ của về tàu điện tử của các nước, nhưng mà cái anh nào mà tiên tiến nhất và phù hợp với đặc điểm cái điều kiện của Việt Nam mình thì chúng ta sẽ lấy đó là cái tàu Tomy của Nhật Bản. Đây là cái dưới đường nè, đường dẫn đó nè. À, thì cái 500 dài này nó tương tác với 500 này là cái mặt dưới của tàu nha. Đấy, cái này đường mặt dưới thì có những cái 500 này nè, cái 500 dài đó tương tác với 500 này, nó là đẩy tàu lên đó, làm tàu lúc nào không cũng, kể cả lúc không chạy của nó cũng đều cách mặt đường từ 8-15 mm. Đó. Còn bây giờ làm sao tàu chạy tới nè, dưới đường này có những cái 500 tròn nè đấy, còn trên tàu này có 500 này, 500 này, 500 này đó, nó tương tác với nhau, nó đẩy cho cái tàu chạy tới, thấy không? Rồi bây giờ là cái đặc điểm của cái công nghệ tàu điện tử của chúng tôi nè, là tàu điện tử của chúng tôi chạy trên sông, trên kênh, trên rạch. Đó là đặc điểm của miền Đông đấy, của thành phố Hồ Chí Minh, của đồng bằng sông Cửu Long. À, có sẵn rồi, cần chi phải làm đường cho nó tốn kém, tốn quá nhiều. Bây giờ chúng ta là đi trên sông, nhưng không phải đi thẳng trên sông, trên mặt nước, trên sông, trên rạch, mà chạy ở trên đường nè, nó tương tự như cầu Galata ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trên này là metro nó chạy, rồi xung quanh là phố đi bộ đấy, metro chạy giữa đường, còn hai bên là phố đi bộ, người ta đứng trên giải trí nè, câu cá nè. Còn tầng dưới của nó đấy là trung tâm thương mại, là nhà hàng, shop bán hàng rồi đó, thấy không? Rồi thì bây giờ cái cầu Galata này đó là nó cố định, nó băng qua sông,
thì chúng ta không có làm cố định, mà tận dưới cùng nó là cái phao nổi nè. Đấy, phao nổi do đó có thể quay như cầu Curacao ở vùng Caribe. Đấy, nó ở dưới nó phao nổi, thấy không? Đấy, thành ra đầy băng qua sông này. Còn nếu mà không băng qua thì nó nằm ở trên đường của nó, thì nó xếp lại, nó làm sát ở dưới dọc theo bờ sông. Rồi, thì bây giờ cái phao nổi này là chúng ta không phải làm cái phao như thế này, mà chúng ta làm như là cái nhà nổi ở vùng Dubai. Có nghĩa là ở dưới là nhà ở à, thì nhà ở này là dưới mặt nước mà nè, đây có thể nhìn qua cái nhìn ra ngoài dưới mặt nước, nó nhìn thấy cá nó lội ở dưới, cái đó là dưới mặt nước. Thì chúng ta là dùng để là đây là nhà ở, thấy không? Trên là để kinh doanh. Như vậy khi mà chúng ta bán đấy, thì phân lô ra bán thì bán đồng loạt, tầng dưới là nhà ở, tầng trên là phố kinh doanh, còn tầng trên nữa là tàu điện tử chạy và phố đi bộ. Đó, mấy cái hình này nó thấy rõ nè, thấy không? Rồi bây giờ tới nè, mô hình nè, mô hình làm rõ hơn. Rồi bây giờ tiếp theo cái phần minh họa thì cái phần mô hình là rõ nhất nè. Bây giờ cái này ấy, thì nó gồm có hai phần. Cái phần thứ nhất là cái phần cầu phao quay, thấy không? Nó cũng vẫn có ở dưới là cái nhà để ở, là cái phao, ở trên là chỗ kinh doanh, ở trên thì lại là phố đi bộ, ở giữa nó là đường cho tàu điện từ chạy à. Nhưng mà cái đoạn này thì quay được nha. À, ngoài giờ á, thì quay ra để nối liền hai bờ sông à, qua này. Thì nếu mà làm ở Biên Hòa Đồng Nai cái cầu mát á, thì bên đây là cầu mát, bên đây là cái bến tàu lửa hồi xưa đó, là chùa Long Thiền đó. Đó, ngoài giờ hoặc buổi chiều tối tàu điện tử nó không chạy, còn khi nào mà giờ tàu chạy thì nó phải nằm ở trên cái lộ trình của nó. Cái lộ trình của nó là như thế này, thấy không? Ở đây là đấy tàu điện tử trên chạy ha, đó, nó chạy trên này chạy đấy. Thì à, tiếp nối, thấy không? Thì tiếp nối với là cái phần quay này á, nó chạy dài ra cho tới cầu Đồng Nai đó. Thì cái đoạn này á, đã đo rồi, nó khoảng bên đây bờ sông đây là khoảng 500 mét thôi, còn cái đoạn này á, nó dài. Cái đoạn này cố định nha, nó neo chặt ở dưới, nó là phao nhưng mà không có quay, nó neo chặt xuống phía sau đó. Thì nó cố định, nó chạy ra dài ra tới cầu Đồng Nai rồi đấy, nó dài là khoảng là 4.500 mét, nó chạy ra cầu Đồng Nai, thấy không? Thế thì bây giờ là tôi trình bày chi tiết cái sáng kế này, một cái đoạn mẫu thôi, thấy không? Phương án kỹ thuật và kinh tế một đoạn mẫu,
để thấy rõ dễ làm và lời nhiều, để từ đó các nhà đầu tư khác cùng nhau làm đến hoàn thành. Vì cái pháp chế này là áp dụng khắp nơi trên thế giới, thấy không? Nhưng nó lớn, nó bao rộng vậy đó, nhưng mà chúng ta phải chứng minh được là một cái đoạn mẫu thôi. À, thì cái phương án kỹ thuật của nó là làm mẫu là thành phố nổi, chợ nổi, phố đi bộ, còn là cầu phao quay từ cầu Mát qua bên kia sông chùa Long Thiền, chợ Đồn, dài 500 m, và phần cố định tương tự phần quay nối tiếp phần di động chui qua dưới gầm cầu Gành. Đấy, thì nhà nổi chỗ này thì phải thấp xuống, phải thấp ra đến cầu Đồng Nai dài 4.500 m, và tàu điện từ thực hành gồm 3 giai đoạn. Đấy, và tàu điện từ bây giờ thực hành thì ta gồm chia ra 3 giai đoạn đi. Giai đoạn 1, sau khi có giấy phép của tỉnh thì mở bán bất động sản theo đường vẽ hai mô hình, làm dãy nhà trên bờ rồi đưa xuống sông, kéo đến vị trí phần quay dài 500 m, rộng 20 m, phân ra bán nhà ở tầng dưới và cơ sở kinh doanh ở tầng trên, mỗi lô rộng 5 m, dài 20 m cho người mua. Dùng số tiền này để làm nên không phải chịu lãi suất do vay ngân hàng. Đó, qua tới giai đoạn 2 là làm như giai đoạn 1, cũng có dãy nhà nổi, cũng có đủ các cách, nhưng không quay, chỉ khác cái là không quay nha, mà neo chặt xuống đáy sông, vẫn là phao nổi nha, dài 4.500 m, rộng 20 m, nối tiếp phần quay và kéo dài ra đến cầu Đồng Nai, mở bán bất động sản cùng lúc với giai đoạn 1, giá thấp hơn. Ở chỗ này lưu ý nha, là tất cả là nổi nha, phao nổi không nha, không có vụ mà sát với đáy sông hay lấp sông rồi hay là gì sông đó nha. Rồi giai đoạn 3, tàu điện từ FTC có hình dáng giống tàu điện từ Cobra Basin, đẹp gọn nhẹ, 500 trên tàu và dưới đường giống tàu điện từ Tony Nhật Bản. Đó, nó lại cách làm, gợi ý cách làm một cái đoạn mẫu thôi để chứng minh, đấy, chứng minh cho toàn dự án. Rồi giờ phương án kinh tế, đấy, thì cái này là tạm tính theo cái công ty tư vấn xây dựng, có thể cộng trừ, có thể thay đổi do vật giá. Đó. Giờ phần chi ra và khả năng thu vào, ở giai đoạn 1, phần xây nhà 10.000 m², chi phí 40 tỷ, làm nóc dãy nhà nổi cho tàu bay ở giữa 8 tỷ, phát sinh là 4 tỷ, tổng cộng chi ra 52 tỷ. Phân mỗi lô rộng 5 m, dài 10 m để bán, một lô gồm phần nhà ở tầng dưới và phần cơ sở kinh doanh ở tầng trên. Tàu không có động cơ bay cách nóc nhà nên không gây tiếng ồn, an toàn nhất trong các phương tiện giao thông đã có hiện nay, nên người mua nhà không ngại. Đây, 200 lô, bán mỗi lô là 1 tỷ, tổng cộng thu vào 200 tỷ, lời được 148 tỷ. Qua tới giai đoạn 2, thì phần xây nhà dài 4.500 m, rộng 20 m, chi phí 360 tỷ, làm nóc dãy nhà nổi cho tàu bay ở giữa là 64 tỷ, phát sinh 32 tỷ, tổng cộng chi ra 456 tỷ. Rồi. Mỗi lô 5 m và 10 m, ngang 5 m, sâu 10 m, để bán, gồm phần nhà ở tầng dưới và phần kinh doanh ở tầng trên, được gần 1.800 lô, bán mỗi lô 800 triệu, tổng thu 1.440 tỷ. Lời được 984 tỷ. Rồi về cái giai đoạn 3, thì phần thiết kế một đoàn tàu nè, thì như tàu Cobra Violet Dragon, dài 20 m, rộng 2.5 m, gồm nhiều con, nặng khoảng 1 tấn một con. À, cái này là tại sao mà nặng 1 tấn nhẹ, lý do là nó không có motor, không có động cơ gì hết trơn á, tàu này không có gì hết, kể cả không có motor điện luôn, nó chỉ có 500 thôi. Hãy